Ta tì rù ách mực khơi nô bê ná kroi bê xâm ra hơi. Ta nì ách tù tì bàn tì thá. Tì rù ách mực khơi bàn nô bê ná. Vân tòa bì tì rù bà sốt mốc. Con tôi ách xâm lăng mực khơi khăn nông rìa trong ngày trâm tè 10 phút. Nâng ách xâm lăng mơ và thộp xênh xênh bàn trâm tè cùng lòng bê. Bốn tự đọc vị tì bà nọ. Có bàn tế, tì rù nông miên ca vì vọt này ca xâm lăng khơi bán. Khánh hát đại ca rì chùm răng thông lãng bàn bốn tháng ngày. Tì ruộng xâm lăng khơi mộc rộp bọc ở bụng mặt đại bán. Tại mình cho bà nó tê. Cốn, ai trong năm tùm rồng mộc bán. Nó biết đại ai dụ bàn mùi khẻ. Nâng ai xâm lăng mơ vật thổ niên ni bàn. Khánh nó rì dạy trong ngày đập răm níu. Rõ hốt đó là ai dụ bày khẻ hay nú. Tì ruộng có rì chùm răng thông lãng. Ai xâm lăng mơ bàn căn tệ chngái. Prom tiếng khơi vật thổ nơi chùm vinh khuôn căn tệ chbà. Chỉ bị xét ai trong trăm ban lâu ai dụ buồn khải. Kéo phần này rồi bỏ tì rũa. Nâng chấp đâm đâm nà ca tăng bình rồi sốt. Bạc chơi mùi nâng bệnh tất. Ta viết đâm nà ca là o bằng phót nâng bệnh đại dụ. Bí tàu bày khải. Còn tối nâng chấp đâm xâm lăng khơi vật thổ đàm miền bò sò khám áo. Ban dàng chấp bác bằng phót. Hai nâng ai dụ bày khải. Tì rũa ai xâm lăng khơi vật thổ xem xinh ban dàng tràn láng. Rúi mơ cho bác chân kế. Nâng bệnh đại ở bộng bà đài chôn một kia chất. Đói chắp đông bì mê tật thàn bó, cỏ hóm, lướng, khiếu, bài tòn chết đàm. Phiếp chắp ở rộng nào bên ní, cứ tì rượu cho chất mơ tài tật mộc rộng bọc một nút, đá nơ có bài khuôn. Chỉ vì xác cứ ở bụng mặt đài, bà sân bà nệ cho ngài côn tròn trăm mộc bán. Hai bà lên chì mùi nút, nệ chì ở bụng mặt đài, rớt thật nơ, khnông cỏ sao phânê kì rộng bọc tì rượu chì nhật nhọp. Bồm tiếng, nì dây lên chì mùi nâng côn phòng đài.